Đây chính là thứ đã khiến các thợ lặn phải thất kinh hồn vía khi bắt gặp. Liệu đó có phải là một xác chết đáng sợ như chúng ta đang nghĩ hay không? Hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Lê Quốc Duy bình luận, Mèo Ú có sợ con gì không ta? Nói thật thì trên đời này chị sợ nhất là con đỗ nghèo khỉ thôi em ạ. Những con khác chị không quan tâm cho lắm. Tiếp theo bạn Gấm Trần bình luận, chắc ngoài đời chị Mèo có 100 người yêu. Ôi ôi, em nói thế mang tiếng chị ra. Ngoài đời chị hơi bị trung thủy đấy nha. Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, nhân vật đầu tiên sẽ đồng hành với chúng ta trong video hôm nay là anh Ba Trà Cú. Quá chán nản với các chuyến đại hải trình 673.000 tỷ, hôm nay anh quyết định trở về với công việc quen thuộc, cũng là truy tìm kho báu nhưng ở quy mô nhỏ hơn và dễ kiếm hơn. Cụ thể anh đang có mặt tại một bể bơi thiên nhiên, mặc cho các khách du lịch đang mải mê chơi đùa cùng gia đình và bạn bè, anh vẫn tập trung cao độ vào chuyên môn của mình. Rất nhanh chóng một chiếc iPhone vỡ màn hình đã trở thành phần thưởng xứng đáng. Không ngờ tình trạng tệ hại như thế mà em nó vẫn chạy ngon ơ. Vốn là một người có chiếc bụng tốt cả về nghĩa đen và nghĩa bóng nên anh Ba đã đem điện thoại trả về chủ cũ. Ngoài ra trong suốt chuyến đi, anh còn tìm thấy rất nhiều món đồ có giá trị khác nữa. Cụ thể thì là kính râm và mũ lưỡi chai. Tất cả đều là của khách du lịch làm rơi xuống. Mất thêm một lúc nữa thì anh Ba đưa lên bờ một chiếc loa cầm tay. Đúng lúc cái của bạn gái vừa mất nên anh tặng chị luôn. Nói chung là anh làm công việc này có vẻ chiêu chiêu lắm. Chủ yếu là vừa được ở cạnh người yêu vừa được kiếm thêm thu nhập thôi. Tuy nhiên ngoài một số món đồ công nghệ có giá trị thì anh Ba cũng bắt gặp rất nhiều rác. Những lúc như thế anh thường tranh thủ nhặt lại và thu gom đem lên bờ xử lý. Giá mà cả thế giới này ai cũng có ý thức như anh Ba thì tốt biết mấy. Như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng có được một ngôi nhà trái đất xanh sạch đẹp. Mới vừa tuyên truyền được mấy câu quay qua anh Ba đã lại có thêm một chiếc điện thoại nữa. Kế hoạch vẫn tương tự trước đó, anh sẽ tìm cách mở khóa điện thoại, vào cuộc gọi và liên hệ lại với người chủ cũ. Các bạn đừng nghĩ anh làm vậy để được trả ơn nhé, bởi từ trước tới nay chưa thấy anh nhận của ai đồng nào. Anh Ba cho biết chủ yếu anh làm như thế để tích đức cho con cháu đời sau. Hy vọng chúng sẽ có điều kiện kinh tế tốt hơn chứ không phải chật vật như anh. À đây rồi, có vẻ chủ nhân của chiếc iPhone lần này là một chị gái. Nhận được cuộc gọi từ anh chị thấy rất vui và biết ơn. Vì chiếc điện thoại này là món quà cuối cùng bố để lại cho chị trước khi mất. Đấy các bạn ạ, thỉnh thoảng anh Ba lại được nghe những câu chuyện cảm động như vậy. Cũng từ đây anh có thêm động lực để làm công việc của mình hơn. Biết đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang mong chờ tìm lại được món đồ kỷ niệm giống vậy thì sao? Nói gì thì nói Mèo vẫn phải công nhận cuộc đời này hiếm có ai ăn ở hiền lành mà nhân đức như anh Ba. Thậm chí anh xứng đáng được tạc tượng để vinh danh luôn ấy chứ. Nhân tiện nhắc đến bức tượng Mèo lại có một câu chuyện đầy ly kỳ muốn kể cho các bạn nghe. Nó là về sự xuất hiện của xác chết mà chúng ta đã đề cập ở đầu video. Người thợ săn đầu tiên khám phá ra điều này đã bị dọa đến kinh hoàng, thở gấp và suýt chút nữa bị thiếu oxy ngạt thở. Trông nó giống hệt như một xác người được ghim chặt dưới lòng hồ. Trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ trông cực gớm ghiếc. Tuy nhiên sau khi khôi phục lại bình tĩnh và những người khác đến nơi, người thợ lặn phát hiện xác chết đó chỉ là một bức tượng. Trên thực tế, đây là trò đùa dai của một nghệ nhân. Người nghệ nhân vui tính đã tạo hình cho tác phẩm của mình giống như tên sát nhân và dùng một chuỗi xích quanh cổ để ghim bức tượng xuống đáy hồ. Được biết, bức tượng này đã thu hút rất nhiều người yêu khám phá, mạo hiểm muốn thử thách độ can đảm của bản thân. Sau khi ngâm người trong nhiều năm, bức tượng trở nên cũ kỹ, bám rêu và trông giống hệt như một xác chết. Bất cứ ai không biết về trò đùa của người nghệ nhân này chắc chắn sẽ bị dọa đến kinh hoàng như người thợ lặn này. Nghe được câu chuyện này, Mèo cũng không biết nên vui vẻ ủng hộ hay phản đối. Bởi biết là đùa thôi nhưng nếu gặp ai yếu tim thì hậu quả để lại sẽ vô cùng nghiêm trọng. May mà tới tận bây giờ anh Ba Trà Cú vẫn chưa từng gặp trường hợp nào kinh dị tới thế. Những thứ hàng ngày anh tìm thấy chủ yếu là đồ đạc bình thường. Có chăng đôi khi là một vài món giá trị như vòng tay hoặc dây chuyền vàng. Những lần như thế anh đều đem tới nộp cho công an khu vực để tìm lại người bị mất chứ không giữ cho riêng mình. Thật khó để giữ cho tâm mình luôn trong sạch như anh Ba. Đó cũng là lý do tới tận bây giờ anh chưa giàu lên nổi. Nếu là Mèo chắc đã thành tỷ phú lâu rồi chứ làm ăn gì nữa. Tiếp tục quay lại với cuộc hành trình, những thứ anh vừa tìm thêm được chủ yếu là kính râm và rác thải. Tất cả số kính tìm được anh sẽ đem đi vệ sinh và bổ sung chúng vào bộ sưu tập ở nhà của mình. Còn rác thải sẽ được phân loại cẩn thận rồi mới di chuyển tới các bãi rác theo đúng quy định. Tự nhiên xem đến đây Mèo muốn xin đi theo anh Ba để học nghề quá. Cảm giác 24 nồi bánh chưng rồi mà vẫn chưa làm được gì ý nghĩa cho cuộc đời. Đang mải buôn tí dưa lên bán tí dưa chuột thì nghe thấy tiếng anh Ba ồ lên vì kinh ngạc. Lần này thứ anh đem về là một chiếc túi chống nước. Khi mở ra bên trong còn cả điện thoại và ví tiền. Có những giấy tờ tùy thân này anh hoàn toàn dễ dàng tìm được chủ cũ. Thế nhưng trước đó vẫn thử gọi điện xem có ai nghe máy không đã. May mắn là có các bạn ạ. Anh chủ cũ tỏ ra rất biết ơn vì anh Ba đã chủ động liên hệ. Chứ không là anh chàng cũng xác định mua điện thoại mới luôn rồi. Video hôm nay cũng coi như một lời cảnh tỉnh cho các bạn khi đi bơi.
đặc biệt là ở những khu vực hoang dã như sông suối. Chúng ta không nên đem theo bất cứ đồ dùng giá trị nào. Chỉ cần xách tấm thân cùng bộ đồ bơi đi là được rồi. Tránh để mất đồ như này khiến buổi đi chơi trở nên không vui. Chẳng phải ai cũng may mắn được anh ba tìm và trả lại đồ thế này đâu. Vậy là ngày hôm nay chúng ta đã đồng hành cùng anh ba trả cú trong chuyến hành trình vô cùng ý nghĩa. Các bạn thấy sao về cách xử lý của anh ba và có muốn được trở thành đồng nghiệp của anh không? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nha. Nhân vật tiếp theo sẽ dẫn dắt chúng ta là anh Thái Dối. Nhìn cái tướng đầy đặn của anh là biết gia đình không có gì ngoài điều kiện rồi. Hôm nay vừa tậu được cả một công tơ nơ hàng hóa, anh quyết định quay video unbox cho mọi người xem. Hãy cùng theo dõi để biết trong đây có những món đồ gì nhé. Thứ đầu tiên được đem ra là một chiếc áo gió, cầm thì có vẻ khá nhẹ, ngoài ra còn có rất nhiều hộp giày nữa. Tất cả đều là những hãng nổi tiếng. Không biết anh Thái phải chi bao nhiêu cho kiện hàng này mà khui ra toàn đồ chất con nhà bà Lượng. May mắn là cả áo và giày đều vừa fit với size của anh. Thế là sau hôm nay khỏi phải đi shopping làm gì cho tốn kém. Ngoài giày thể thao thì trong thùng có cả một đôi giày da nữa. Đôi này mà đeo đi tán gái thì phải gọi là hết nước chấm. Không những giày mà còn có cả dép. Đúng lúc đôi cũ của anh đã mòn gót rồi. Cảm giác mỗi lần đem một hộp ra khui là anh Thái đang thử độ may mắn của mình vậy. Nếu các cụ gánh còng lưng anh sẽ có hàng tá đồ hiệu mang về. Còn nếu không thì thôi vậy, coi như một trải nghiệm khó quên. Bởi như đã nói từ trước, nhà anh không có gì ngoài điều kiện nên hàng hiệu với anh cũng chỉ như đồ chợ mà thôi. Theo Mèo quan sát với chỗ quần áo thu được từ nãy tới giờ, anh đã đủ số lượng mở một cửa hàng nhỏ rồi ấy chứ. Khách hàng có thể thuộc mọi giới tính và mọi độ tuổi. Cứ tưởng rằng chiếc vali được đóng kín này sẽ có gì đó mới mẻ hơn nhưng không, vẫn lại là quần áo. À, có một điều Mèo cần làm rõ với các bạn. Toàn bộ quần áo giày dép này đều là hàng đã qua sử dụng nhé. Người ta còn hay gọi là đồ si ấy. Chỉ có điều là cái thì còn mới tinh mới xỏ một hai lần. Còn có những cái đã cũ vì sử dụng quá nhiều. Khi đã quá chán với việc mới quần áo, anh Thái sẽ đi quanh xem có gì mới hơn không. Ngay sau đó anh tìm được mấy bộ dụng cụ sửa chữa và cả đồ chơi nữa. Nhanh tay lấy hết chúng ra ngoài rồi anh sẽ cho các bạn xem trong đó có gì. Đầu tiên là chiếc hộp nhựa xách tay. Bên trong chỉ có đúng một hộp đạn mà không thấy khẩu súng nào. Nếu đủ bộ đem đi bán lại chắc cũng hời lắm cho mà xem. Tiếp theo đến với chiếc hộp màu xi đen đen. Những món đồ trong đó dùng để chơi game. Nói chung là còn khá mới và đầy đủ. Chỉ có điều cái đắt nhất là màn hình chơi thì không còn nữa. Nhưng dù sao anh Thái cũng đang cần tay cầm chơi game mới cho bộ máy của mình ở nhà nên chắc chúng sẽ dùng được. Món đồ vừa được anh lấy ra là một túi bóng nhựa. Cái này cho trẻ em chơi hay thả vào bồn tắm cũng rất vui. Chưa dừng lại ở đó còn có một thùng nhựa chứa đầy những món đồ lẫn lộn. Trong số đó anh Thái nhặt ra được vài chiếc mặt nạ và giấy hướng dẫn sử dụng. Có khi nào đây là đồ nghề của một ảo thuật gia nào đó đã nghỉ hưu không nhỉ? Vậy là anh Thái lại có cái lấy le với gái rồi. Dĩ nhiên là sẽ mất thêm thời gian nghiên cứu luyện tập đã mới trình diễn được. Tới khi unbox chiếc hộp kế tiếp, anh Thái đã phải ồ lên. Phía trong đó là rất nhiều thiết bị điện tử và trò chơi. Toàn là những game anh chưa từng thử qua. Thế nhưng ngay sau đó sự chú ý của anh va phải cái hộp đựng iPhone. Chắc không cần nói cũng biết phía trong chỉ còn dây và củ sạc mà thôi. Nhưng bù lại anh vẫn được sở hữu một chiếc màn hình chơi game mini. Đối với game thủ chuyên nghiệp như anh mà nói, hôm nay là quá hời rồi ông giáo ạ. À, không chỉ một đâu mà anh tìm thấy tận hai chiếc máy như thế. Thậm chí có những chiếc tay cầm mới cứng còn chưa đập hộp. Không biết chủ cũ mua chúng về làm gì mà không đem ra sử dụng. Nhưng cũng nhờ thế mà bây giờ anh Thái mới có cái để mua chứ. Trước đó vừa nói muốn có thật nhiều đĩa game xong. Vậy mà anh nhanh chóng được đáp ứng. Trong hộp này có những tựa game mới ra mắt. Anh Thái đang săn lùng mãi mà chưa mua được. Theo anh đánh giá có lẽ chủ cũ của những món đồ này là một fan hâm mộ của Apple. Bằng chứng là rất nhiều đồ công nghệ như điện thoại hay đồng hồ đều là mua của hãng ấy. Đáng tiếc là giờ chúng chỉ còn lại cái hộp. Vừa rồi là kết thúc màn khui đồ công nghệ. Bây giờ chúng ta chuyển qua mảng đời sống. Không biết hộp đồ ăn sắp hết này đem đi bán làm gì, chắc là để cho đủ KPI. Cuối cùng thì anh đã phát hiện mấy món trông có vẻ giá trị. Nào là chai rượu ngoại rồi thì mấy hộp đựng đồng hồ và vòng trang sức. Kết quả bộ sưu tập đồng hồ của anh vừa có thêm mấy chiếc. Ngoài ra còn có cả vòng cổ nữa. Nhưng cái này anh phải đem đi kiểm tra xem có phải bạc thật không đã. Một trong những món đồ có giá trị khác mà anh đã tâm tia từ đầu là chiếc TV này. Thế nhưng tạm thời để nó qua một bên bởi anh vẫn tò mò về mấy thứ đang nằm trong thùng hơn. Đa số ở đây là thuốc và mỹ phẩm. Dĩ nhiên mấy cái này không sử dụng bừa bãi được rồi nên coi như bỏ. Chưa dừng lại ở đó, anh còn vô tình tìm thấy mấy lá thư viết tay. Vì không có thói quen đọc trộm thư người khác nên anh nhanh chóng tập trung sự chú ý của mình vào mấy cái móc khóa cute phô mai que. Chắc hẳn thùng đồ này là của những người con trong gia đình. Vậy nên mới có thêm mấy mô hình và bộ Lego mini chưa lắp ráp. U là trời, không ngờ anh Thái còn tìm thấy cả tiền trong này. Thật đáng thương cho đứa trẻ đó, tiết kiệm bao nhiêu lâu mà cuối cùng lại về tay anh Thái dễ dàng thế này. Khác với anh ba trả cú có tấm lòng nhân hậu trước đó, anh Thái suy nghĩ đơn giản hơn. Tiền tự tìm đến mình thì là cái duyên, vậy nên tội gì mà không đón nhận cái duyên lành ấy. Thế là bỏ tiền ra mua lại được cả tiền. Tiếp theo, anh tìm thấy một thùng rất nhiều đồ chơi.
Nếu anh đoán không nhầm thì gia đình này có hai người con, một trai và một gái. Và thùng hàng này là đồ của người con trai. Phán đoán ấy đã được chứng minh nhờ chiếc hoodie nam còn nguyên tem mác. Mặc dù mặc không vừa nhưng anh Thái có thể đem đi cho mấy đứa em họ. Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi những đồ đạc còn lại chủ yếu là đồ chơi và mấy món lặt vặt. Nhưng khoan, anh vừa thấy thêm một hộp đựng trang sức. Thông thường đồ bố mẹ mua cho con sẽ là hàng riêu các bạn ạ. Vậy nên anh đoán chiếc nhẫn này sẽ là thật. Tạm bỏ qua một bên đã vì chúng ta chỉ còn thùng hàng cuối mà thôi. Không nằm ngoài dự án, vẫn là đồ chơi nhưng đa số còn mới nguyên chưa bóc. Giá mà anh Thái có con rồi thì chỗ đồ này cũng phát huy tác dụng đấy. Đáng tiếc là anh vẫn độc toàn thân. Thôi thì người ta vẫn bảo đàn ông là những đứa trẻ to xác, nên anh sẽ cố gắng thử chơi mấy thứ này xem sao. Vậy là màn khui kiện hàng siêu to khổng lồ của anh Thái Dối đã kết thúc tại đây. Các bạn thấy sao về những trải nghiệm vừa rồi và có ấn tượng với món đồ nào nhất mà anh tìm được? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho Mèo biết với nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.